Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay lại nhà vườn của chị Thúy Ngọc ở Cao Lãnh Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng bonsai thành phẩm. Thì mặt hàng cũng đa dạng nha quý cô chú anh chị, nhiều chủng loại khác nhau để giao lưu ha. Số điện thoại liên lạc chị Ngọc có trên tiêu đề nha. Quý cô chú anh chị gọi điện hoặc là kết bạn qua Zalo để mua hàng nha. Ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, mến chào cô chú anh chị xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Thúy Ngọc em có một số cây cảnh muốn gửi đến giao lưu tới cô chú anh chị. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449. Và ký hiệu của em hôm nay là mã số D nha cô chú anh chị. D1 của em là một cây tùng La Hán ạ. Chiều cao là 39. Tổng tàng em đo như vậy được 75 nha cô chú anh chị ơi. Ở đây nó có một cái vết lũa nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 31. Ở trên là được 17. Mã số D1 em xin phép giao lưu tới cô chú anh chị là 2,5 triệu có chậu bao ship. D2 cũng là một cây tùng La Hán luôn nha cô chú anh chị ơi. Rất là già cây nha, nó nhỏ nhưng mà nó già cây lắm nha cô chú anh chị. Một cây dáng bay, cây dáng thác đổ. Chiều cao là 49. Và tổng tàng anh đo như vậy là được 68. Em đo tại vị trí này là được 15. D2 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 2,5 triệu có chậu. Bao ship nha cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị nào mua cặp em bớt sát giá. D3 là một cây sâm hương. Cây này không có bông nha cô chú anh chị ơi, cái lá nó rất là thơm, thân co lắc nha cô chú anh chị, đế đều nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 30. Tổng tàng em đo như vậy được 31. Thân co lắc rất đẹp nha cô chú anh chị ơi, cái lá nó rất là thơm. Đo tại vị trí này là được hơn 18. D3 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 7,5 triệu có chậu nha cô chú anh chị ơi, bao sống bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Kiếm mấy với chậu ác thiệt. D4 cũng là một cây sâm hương. Đế sắp từ nhỏ nha cô chú anh chị ơi. Thân co lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao là 24. Tổng tàng em đo gì được 41. Em đo tại vị trí này là được 16. D4 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,8 triệu có chậu, bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. D5 cũng là một cây sâm hương. Đế điều 24 giờ nha cô chú anh chị ơi. Thân co lắc rất là đẹp, rất là già cây ạ. Chiều cao là được 29. Tổng tàng là được 43. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 19. D5 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 2,7 triệu có chậu bao ship bao sống toàn quốc cô chú anh chị ơi. D6 cũng là một cây sâm hương luôn ạ. Lá nó rất là thơm, không có bông nha cô chú anh chị. Bộ đế sáng rất đẹp nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 38. Tổng tàng em đo gì được 70. Tán ngang là 44. Các mặt cắt em đã xử lý chắc keo hết rồi nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí cái eo này là được 35 nè. Tổng dưới đây là được 50 nha cô chú anh chị. D6 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 2,5 triệu có chậu bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi.
D7. Mai chứng thủy nha cô chú anh chị. Rất là già cây, cây này em đã tháo kẽm rồi nha cô chú anh chị, còn một số nhánh em chưa tháo nha. Chiều cao là 67. Tổng tàng em đo như gì được 68. Nó có nguyên cái bể đế dưới đây luôn nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là 33 nè. Tổng hoành đế là được 83. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị ơi, cây đang cho lọc non nha cô chú anh chị. D7 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 8,5 triệu, có chậu bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. D8 cũng là một cây mai chứng thủy luôn ạ. Dáng bay. Bộ đế nơm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 37. Tổng tàng là được 88. Rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Bộ đế nó nơm đang sợi luôn nha cô chú anh chị ơi. Em đo tổng hết luôn nha cô chú anh chị. Tổng hết luôn là được 80. D8 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 2,5 triệu. Bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Chậu không ạ? Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. D9 cũng là một cây mai chứng thủy luôn cô chú anh chị ơi. Em lặt lá cho cô chú anh chị mình thấy dàn xương ở trong nha cô chú anh chị. Đang cho chọi rất là khỏe mạnh nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 76. Tổng tàng là 60. Rất là già cây nha cô chú anh chị, cây này hai thân. Lên đây là nó liền luôn nha cô chú anh chị. Em đo tổng hết hai thân cho mình tại vị trí này là 49. Đường kính bầu là 37. Và D9 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 2,5 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. D10 cũng là một cây mai chứng thủy luôn cô chú anh chị ơi. Cái này nó cũng liền luôn nha cô chú anh chị. Dưới đây là nó liền bể luôn nha. Chiều cao là 50. Tổng tàng là được 51. Rất là già cây cô chú anh chị ơi. Nó như hòn non bổ nha cô chú anh chị. Em đo tổng hai thân là được 48. Đường kính bầu của mình là 41. D10 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 2,5 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. D11 cũng là một cây mai chứng thủy luôn nha cô chú anh chị ơi. Rất là già cây nha cô chú anh chị. Chiều cao là 62. Tổng tàng em đo gì được 60. Như một hình thú nha cô chú anh chị. Đây nó có cái chi tử ở đây là cô chú anh chị ơi. Như cái đuôi. Em đo tại vị trí này là được hơn 27 nè. Tổng hết hai thân luôn là được 35. D11 là một cây mai chứng thủy da đen lá lớn nha cô chú anh chị. Và cây D11 em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 2,6 triệu. Khi đi em xin phép bó bậu bao sống bao ship nha cô chú anh chị ơi.
ủng hộ em cô chú anh chị ơi. D12 là một cây linh sam song hình, bông màu tím rất là đẹp nha, đế đều nha cô chú anh chị. Chiều cao là 24, tổng tàng em đo gì được 43, ấm tàng này nha cô chú anh chị. Đo tại vị trí này là được 13. Và D11 em, D12 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 2 triệu có chậu, bao ship ạ. D12 cũng là một cây linh sam song hình, bông màu tím rất là đẹp nha cô chú anh chị. D13 chiều cao là 35, tổng tàng em đo gì được 48. Cây này nó có 2 thân nha cô chú anh chị ơi, em đo hết 2 thân ha, là được 34. D13 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,7 triệu có chậu, bao sóng bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Hình ảnh nào không rõ các bạn alo với em bổ sung qua nha cô chú anh chị. Hiện tại em ở đang ở ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại các bạn alo với em là 0938323449. D13 là một cây linh sam song hình, đang cho lọc bông màu tím rất là đẹp nha cô chú anh chị ơi, dáng đổ cô chú anh chị ơi. D14 hả? Dạ xin lỗi nha, D14 phơm tàn đồ ấm hết rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 52, tổng tàn em đo về được 138, tán ngang là 77, cốt cành to đồ hết này nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được hơn 36 nè. Chậu không đó. Hả? Và D14 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 6,3 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào muốn lấy chậu á, mình thỏa thuận nha cô chú anh chị ơi. D15 cũng là một cây sam song hình, rất là dài nha cô chú anh chị ơi. Cây này đang cho bông rất là nhiều, bông màu tím. Một cây dáng bay nha cô chú anh chị. Chiều cao là 69, tổng tàng của nó là 112, tán ngang của cây là 72, em đo tại vị trí ở đây là được 40 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 43. Và D15 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 6,5 triệu, bao sóng bao ship toàn quốc. Khi đi em xin phép bó bầu. Cô chú anh chị nào lấy thêm chậu thì thêm tiền nha cô chú anh chị. D16 là một cây nhiệt quế lá sắn bông chùm, rất là già cây rồi nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 37, tổng tàng là được 55. Cây đã thần chậu rồi nha cô chú anh chị. Em đo tại vị trí này là được 20. Đường kính bầu là 30. D16 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,3 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu, bao ship nha cô chú anh chị. Chậu xi măng cô chú anh chị ơi. D17 là một, cũng là một cây nhiệt quế lá sắn bông chùm, rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Chiều cao là 84,
Tổng tàng em đo như gì là được 6 96 ạ. Em đo tại vị trí này là được 31. Đường kính bầu của mình là được 53. D17 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 3 triệu 3 khi đi em xin phép bó bầu. Bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. D18 cũng là một cây nhiệt quế lá sắn bông chùm. Rất là già cây nha cô chú anh chị. Chiều cao là 45. Tổng tàng em đo gì được 95. Và em đo tại vị trí này là được hơn 17. D18 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 2 triệu 7. Có chậu nha cô chú anh chị. Khi đi có chậu bao sóng bao ship toàn quá. Vô vậy mà nghĩ sao chà. D19 cũng là một cây nhiệt quế lá sắn bông chùm. Thằng co lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao là 36. Tổng tàng là 84. Thân rất là già nha cô chú anh chị. Dáng này mình khó tìm lắm nha cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí này là được 28. D19 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 3 triệu 7. Bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Có chậu. D20 cũng là một cây nhiệt quế lá sắn bông chùm. Bông màu trắng nhắc thêm nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 58. Tổng tàng là được 85. Rất là già cây đế nên nha cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí này là được 27. Tổng hoành đế là được 78. Đường kính bầu là 49. Và D20 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 3 triệu 8. Khi đi em xin phép bó bầu bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Một cây ổi à. Ổi lá nhỏ nha cô chú anh chị. D21. Hình thú rất đẹp nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 49. Tổng tàng anh đo gì được 74. Và em đo tổng như vậy là được 68 nè cô chú anh chị, là luôn hai cái thân đó nha. Rồi em đo thử một thân đại diện cho mình tham khảo là được 33. D21 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 3 triệu 7. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị. Chỗ này chỗ xi măng ạ. D22 hôm nay em về được hai cây me chua nha cô chú anh chị. Rất là già cây cô chú anh chị ơi. Me chua cái bài. Chiều cao là 58. Tổng tàng anh đo như vậy là được 98. Cái bài nha cô chú anh chị ơi. Em đo tại vị trí này là được 37. Đường kính bầu của mình là 51. D20
Hai, em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 8 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu, bao sống bao ship toàn quốc. Cây nào cô chú anh chị muốn bổ sung hình ảnh kết bạn Zalo với em chụp hình em gửi qua cho cô chú anh chị. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em 0938 323 449. Cây 23 cũng là một cây me chua luôn, rất là già cây nha cô chú anh chị. Dáng đổ cô chú anh chị ơi, chiều cao là 89, tổng tàng là được 77. Cây này nó có vết lũa nha cô chú anh chị, cắt mặt cắt em đã xử lý, nó đã khô, nó kéo rồi nha cô chú anh chị ơi. Ở đây nữa nè cô chú anh chị, vô đây khoảng một lóng tay của em. Cây D2, mã D20, trời ơi quên. Em đo tại vị trí này là được 42 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 45. D23 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 4 triệu 3. Khi đi em xin phép bó bầu, bao sống bao ship nha cô chú anh chị ơi. D24 là một cây kiều hùng, bông màu hồng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Phơm tàn ấm hết trơn nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 46 và tổng tàn là 59. Em đo tại vị trí này là được 25. D24 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 2 triệu, có chậu, bao sống bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Ủng hộ em nha cô chú anh chị. Kia kìa, hai người sao nói. Và một cây sợp mã D25 cũng là mã để kết thúc clip của em ngày hôm nay, cuối clip của em ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Rất là già cây cô chú anh chị ơi. Nghiêng, cái chậu nghiêng. Nó một giang tay của em nữa nha cô chú anh chị. Chiều cao của mình là 85. Tổng tàng em đo gì là được 108. Tán ngang là 73. Nó liền cái thân luôn nha cô chú anh chị. Và em đo tổng hết chứ đây luôn là 144. D25 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 11.500.000. Có chậu, bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0938 323 449 cũng là số để kết bạn Zalo với em. Em xin cảm ơn cô chú anh chị xem kênh là TK Bonsai cũng như là ủng hộ cho em. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau.